Top 10 quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới. Đâu là những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới? Liệu Việt Nam có tên trong danh sách này hay không? Những quốc gia này có gì thú vị đây? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video của Nghiền Địa Lý. Cho mình xin được hỏi các bạn đang xem video này là nếu thời gian và tiền bạc không phải là vấn đề nữa thì đâu là quốc gia bạn muốn đến du lịch ngay bây giờ ạ? Hãy comment ý kiến của bạn xuống phía dưới để chia sẻ với mọi người nhé! Vâng thưa quý vị, du lịch thì được coi như là một sở thích mà bất kỳ ai cũng có. Việc đi du lịch thì mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Đi du lịch thì giúp bạn khám phá các vùng đất mới, các món ăn mới, khám phá các nền văn hóa mới. Đi du lịch thì giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, cải thiện sức khỏe nữa. Đi du lịch giúp bạn mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết, nâng cao chất lượng của mối quan hệ xã hội, giúp mang lại cuộc sống hạnh phúc và thành công vân vân. Ngày nay, du lịch được coi như là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội và là một trong những cái ngành kinh tế quan trọng của rất nhiều đất nước. Vậy thì có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi rằng là đâu là những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới hay không? Hãy cùng Nghiền Địa Lý khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Và nếu các bạn muốn mình làm về chủ đề gì về địa lý, khám phá thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dưới đây là danh sách top 10 quốc gia có lượng khách du lịch nhiều nhất trong năm 2019. Danh sách này dựa theo kết quả nghiên cứu của lượng khách du lịch đến các quốc gia trên thế giới trong năm 2019 của Euromonitor International chuyên về nghiên cứu và tạo dữ liệu, phân tích sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới. 10. Thái Lan, 35,4 triệu du khách mỗi năm. Thân thiện, giá cả phải chăng, ẩm thực đa dạng, văn hóa phong phú và độc đáo là những gì người ta hay nhắc đến khi đề cập đến du lịch Thái Lan. Nhờ vẻ đẹp của những chùa chiền cổ kính, nét thơ mộng của các bãi biển đẹp tựa thiên đường trải khắp đất nước, nên Thái Lan đã thu hút mỗi năm hơn 35 triệu lượt khách và mang đến sự thay đổi lớn cho diện mạo kinh tế quốc gia. Với những bãi biển đầy cát trắng nắng vàng, những hòn đảo nhiệt đới, những loài động vật hoang dã phong phú, những di chỉ khảo cổ, đền chùa và tu viện, Thái Lan là điểm du lịch hấp dẫn thế giới. Các lễ hội sôi động của đất nước, cuộc sống về đêm phát triển mạnh, các trung tâm mua sắm đẳng cấp thế giới và nền văn hóa ẩm thực Thái đặc sắc là những điều thu hút khách du lịch. Ước tính doanh thu du lịch đã đóng góp gần 20,2% GDP cả nước và đến năm 2032, Thái Lan sẽ nhận được khoảng 100 triệu du khách, minh chứng cho việc tại sao đất nước này đứng thứ 10 trong số những quốc gia được du lịch nhiều nhất. 9. Đức, 37,5 triệu du khách mỗi năm. Nằm ở trung tâm châu Âu, cường quốc kinh tế này cung cấp rất nhiều ưu đãi cho du khách từ khắp nơi trên thế giới. Từ các thành phố lớn hiện đại đến các khu rừng, thị trấn thời trung cổ và công nghiệp có vô số lý do để khách du lịch đến Đức. Đến Đức, du khách có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính của thủ phủ Berlin hoặc ghé thăm những thành phố xinh đẹp khác của quốc gia này như Hamburg và Munich. Một điều làm nên sức hấp dẫn kỳ lạ của Đức đối với du khách chính là việc tham gia vào những lễ hội bia rộn ràng và độc đáo ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Bởi vậy, lượng khách du lịch trung bình mỗi năm ở quốc gia này lên đến hơn 37 triệu lượt. Đức là điểm đến thu hút cả khách du lịch trong nước và khách du lịch nước ngoài. Ngành du lịch ở Đức ước tính đóng góp 4,5% vào GDP của cả nước và tạo ra 2 triệu cơ hội việc làm cho người dân Đức dựa trên các yêu cầu công việc liên quan đến du lịch và dịch vụ. Berlin, Munich và Hamburg là một trong những thành phố được du lịch nhiều nhất nước Đức. Với số khu bảo tồn ở Đức như vườn quốc gia Saxon, Switzerland, vườn quốc gia phía Tây Pomerania Lagoon và vườn quốc gia Dresden cũng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. 8. Thổ Nhĩ Kỳ, 37,6 triệu du khách mỗi năm. Thổ Nhĩ Kỳ được coi là nơi giao thương giữa phương Đông và phương Tây, nơi đây thu hút du khách đến trải nghiệm những bãi biển đầy cát trắng, những ngọn núi giàu có và những thành phố lớn nhộn nhịp. Istanbul, thành phố với vẻ đẹp cổ kính và được mệnh danh là thủ đô văn hóa châu Âu, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến đất nước này. Chỉ riêng Istanbul đã thu hút 46 triệu khách tham quan cho đất nước này. Ngoài ra, các di sản như Cappadocia, Troy cùng với thắng cảnh thiên nhiên khác cũng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ nhiều di tích lịch sử của nhân loại nói chung và thần thoại Hy Lạp nói riêng. Ngoài ra còn có thành phố cổ Hierapolis, một trong những di sản UNESCO, nằm ở Pamukkale thuộc tỉnh Denizli, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có nền văn hóa ẩm thực hòa quyện giữa các vùng Trung Á, Trung Đông và vùng Địa Trung Hải. Do đó, đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ có mùi vị rất đa dạng và đậm đà. Các món đặc sản gồm có kofte, cheese kebab, pies, dolma, lokum. 7. Vương quốc Anh, 37,7 triệu du khách mỗi năm.
Với một lịch sử đầy biến động cùng nền văn hóa đặc sắc và các công trình kiến trúc nổi tiếng, Vương quốc Anh đứng thứ 7 trong số các quốc gia được du lịch nhiều nhất trên thế giới. Khách du lịch đến Vương quốc Anh đã đóng góp khoảng 17,2 tỷ đô cho nước này. Phần lớn khách du lịch đến Vương quốc Anh đều đến từ các khu vực khác của châu Âu và khách du lịch từ Mỹ và Canada là nhóm khách nước ngoài lớn thứ hai ghé thăm nước này nhiều nhất. Ngành du lịch trong nước cũng đang phát triển mạnh. London là thành phố được ghé thăm nhiều nhất ở Vương quốc Anh và tháp London là điểm thu hút nhất trong nước. Không chỉ có thủ đô London tráng lệ mà vẻ đẹp thơ mộng và hàng loạt những tòa lâu đài xinh xắn ở Sewells và Scotland chính là những nét hấp dẫn của du lịch Vương quốc Anh. 37 triệu lượt khách là con số trung bình hàng năm mà quốc gia này đạt được. 6. Mexico, 39,3 triệu du khách mỗi năm. Mexico từ lâu đã là một trong những quốc gia nổi tiếng về du lịch, luôn mang tới những điều bất ngờ cho du khách. Khoảng 39 triệu lượt khách đến Mexico mỗi năm là con số không đáng kinh ngạc trước những gì mà quốc gia này sở hữu. Caribbean, Palenque, Los Barcos, Copacabana là một số địa điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Mexico. Ngoài những vẻ đẹp thiên nhiên khó cưỡng, Mexico còn khiến khách du lịch chẳng nỡ rời đi bởi ẩm thực tinh hoa đầy màu sắc. Nhắc đến ẩm thực nước Mexico, bạn có rất nhiều lựa chọn. Một số món nổi bật nên trải nghiệm đó là tacos, enchiladas, sopas, chilaquiles. 5. Italia, 58,3 triệu du khách mỗi năm. Italia từ lâu được xem là một điểm đến với hành trình du ngoạn hoàn hảo bởi nơi đây như một kho tàng du lịch tập hợp đủ các yếu tố để thực hiện công cuộc khám phá hoàn mỹ từ cảnh quan đẹp đến nền văn hóa lâu đời, kiến trúc cổ kính tới nền ẩm thực phong phú. Thành phố Roma cổ kính, thành phố Venice xinh đẹp cùng nhiều điểm đến lãng mạn khác đã giúp đất nước này chào đón 62 triệu lượt khách du lịch. Đối với nhiều người thì Ý là một trong những điểm đến mơ ước của cuộc đời họ. Italia được UNESCO công nhận cùng vô số di sản văn hóa, công trình kiến trúc, một số di chỉ khảo cổ từ đế chế La Mã và thời kỳ phục hưng. Ý đứng vị trí thứ 5 trong số các điểm đến được du lịch nhiều nhất bởi những ngôi làng và thị trấn Alpine cổ kính ở phía bắc của đất nước và đặc biệt là bờ biển Địa Trung Hải hấp dẫn ở phía nam. Một số thành phố được ghé thăm nhiều nhất nước Ý gồm Rome, Venice, Florence và Milan. Mỗi thành phố đều có các điểm tham quan lịch sử, văn hóa và ẩm thực độc đáo. 4. Trung Quốc, 60,7 triệu du khách mỗi năm. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, những tẩm cung được đầu tư trau chuốt về kiến trúc, văn hóa truyền thống độc đáo đã lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử. Những công trình mang tầm vóc thế giới như Vạn Lý Trường Thành, khu lăng mộ vua Tần Thủy Hoàng, nên ẩm thực độc đáo với các loại bánh, các món lẩu, những cao nguyên đá hoang sơ, những bãi biển trữ tình và nắng chan hòa đã giúp Trung Quốc phát triển vượt bậc ngành kinh tế du lịch và thu hút một lượng du khách không hề nhỏ hơn 60 triệu lượt khách mỗi năm. Là vùng đất của Vạn Lý Trường Thành, Ngũ Nhạc Danh Sơn, Thiếu Lâm Tự, Thác Huang Guizhou, Tử Cấm Thành, Đập Tam Điệp và nhiều điểm tham quan văn hóa lịch sử khác, Trung Quốc thực sự xứng đáng là một trong những địa điểm được du lịch nhiều nhất thế giới. 3. Mỹ, 76,9 triệu du khách mỗi năm. Cường quốc kinh tế quân sự số 1 thế giới chính là miền đất hứa, niềm ao ước của bất kỳ ai. Với vô số kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ cùng hàng loạt các thành phố lịch sử văn hóa độc đáo, những công trình mang dấu ấn con người Mỹ như tượng nữ thần tự do, kinh đô điện ảnh Hollywood hay trải nghiệm ở Washington, nơi hội tụ tinh hoa của nước Mỹ, thử một chút vận may ở Las Vegas hoặc đến thăm thủ phủ của ngành công nghiệp giải trí, thành phố Los Angeles sôi động. Đó chính là lý do để Mỹ có thể thu hút đến gần 80 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Các điểm tham quan nổi bật nhất nước Mỹ là Grand Canyon, công viên quốc gia Yellowstone, vùng đất kỳ diệu Alaska, bãi biển Hawaii. Phần lớn khách du lịch đến thăm Mỹ đều đến từ các nước Mexico, Canada, Vương quốc Anh. 2. Tây Ban Nha, 81,8 triệu du khách mỗi năm. Đến với đất nước của những trận đấu bò kịch tính, du khách sẽ được hòa mình vào với những thảo nguyên bao la rộng lớn, khám phá những dãy núi hùng vĩ, thư giãn ở những bờ biển trải dài tuyệt đẹp hay chìm đắm vào các thành phố cổ kính với nhiều nét kiến trúc độc đáo, bí ẩn. Như nhà thờ Sagrada Familia, công viên Park Güell, tòa nhà xương ống kỳ lạ Casa Batlló. Chính những tiềm năng trên cùng chính sách du lịch thân thiện, lòng cởi mở và mến khách, mỗi năm Tây Ban Nha chào đón gần 82 triệu du khách, đem lại thu nhập khủng cho tổng GDP quốc gia. Tây Ban Nha đứng thứ 2 trong danh sách nước được du lịch nhiều nhất thế giới. Ngành này đóng góp gần 11% vào GDP của cả nước. Phần lớn du khách đến Tây Ban Nha đều đến từ các nước châu Âu, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Pháp, Ý và Đức. Tây Ban Nha có nhiều điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn như thủ đô Madrid, thành phố Barcelona, thủ phủ của xứ Catalonia, các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới tại bờ biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Nhiều lễ hội nổi tiếng như là Carnival và Running of the Bulls,
15 công viên quốc gia và cuộc sống về đêm ở Tây Ban Nha rất nhộn nhịp. Tây Ban Nha có 13 thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới của nhân loại, thu hút du khách nước ngoài với vẻ đẹp kiều diễm và ý nghĩa độc đáo. 1. Pháp, 86,9 triệu du khách mỗi năm. Pháp là quốc gia được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Không khó để hiểu tại sao Pháp lại đứng top 1 trong danh sách này, bởi là quốc gia được đánh giá có ẩm thực tốt nhất trên thế giới. Quốc gia lãng mạn với những hương nước hoa hồng nồng nàn quyến rũ chính là địa điểm hấp dẫn khách du lịch nhất hành tinh. Mỗi năm nước Pháp thu hút khoảng 87 triệu lượt khách với những biểu tượng độc đáo kiêu hãnh và trường tồn với thời gian như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà chính là thỏi nam châm hấp dẫn du khách nhất trên đất nước Pháp hoa lệ. Ngoài ra, những loại bánh ngọt hấp dẫn như bánh táo, bánh sừng bò với hương vị độc đáo khiến ai đến đây cũng một lần muốn trở lại nữa. Pháp không chỉ có Paris hoa lệ, Cannes nắng ấm, mà những thị trấn miền quê cổ kính thơ mộng với những con người hiếu khách đã làm nên sức hấp dẫn không thể chối từ với bất kỳ ai khi đặt chân đến đây. Pháp thường xuyên tổ chức những tour du lịch hấp dẫn tại các địa điểm du lịch, đó là các tour đến các thành phố trung tâm văn hóa như Paris, Lyon, Strasbourg hay dãy núi Alps, khu nghỉ mát trượt tuyết, bãi biển, vùng quê Pháp đẹp đẽ như tranh vẽ, khu vườn và nhiều công viên xinh đẹp. Pháp không chỉ là nước được nhiều khách du lịch nước ngoài ghé thăm nhất, mà thủ đô Paris của nó cũng là một thành phố được thăm nhiều nhất trên thế giới. Còn về du lịch Việt Nam, có thể khẳng định rằng năm 2019 là năm rất thành công của du lịch Việt Nam các bạn ạ. Không chỉ thể hiện ở các con số thống kê về lượng khách du lịch quốc tế nội địa, tổng thu mà còn là các danh hiệu mà du lịch Việt Nam đạt được. Trong đó phải kể đến các giải thưởng như là điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến gôn tốt nhất thế giới 2019. Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2019 ngành du lịch Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,2% so với 2018, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 720.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam được trao tặng danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2019. Việt Nam có nền ẩm thực đa dạng, phong phú, hấp dẫn trải dài khắp các vùng miền. Các món ăn Việt Nam dù đã được du khách quốc tế đánh giá cao, nhưng năm 2019 là lần đầu tiên ẩm thực Việt Nam được vinh danh điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Giải thưởng này mở cho Việt Nam hướng đi quảng bá, xúc tiến ẩm thực và di sản để thu hút bạn bè quốc tế. Năm 2019, đánh dấu chỉ số năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Trong 3 lần xếp hạng 2 năm một lần, du lịch Việt Nam tăng 12 bậc từ vị trí 75 trên 141 nền kinh tế năm 2015 lên vị trí 63 trên 140 vào năm 2019. Có thể nói du lịch Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh mẽ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng chung của du lịch thế giới phải chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19. Du lịch Việt Nam cũng như thế giới bước vào thời kỳ ảm đạm suốt 2 năm qua. Hy vọng rằng là đại dịch đã được kiểm soát và du lịch Việt Nam cũng như thế giới sẽ hồi phục nhanh chóng và có những bước đột phá mới mạnh mẽ hơn. Đến đây thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Theo các bạn thì Việt Nam chúng ta cần phải làm gì để lọt vào top 10 những điểm đến yêu thích nhất thế giới? Các bạn hãy comment quan điểm của mình xuống phía dưới nhé. Và nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh. Và bạn nhớ nhấp vào biểu tượng quả chuông thông báo để trở thành người xem đầu tiên mỗi khi mình xuất bản video mới. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.